Rồi lên tiếp cho anh em một đống dây chai nữa nha anh em ơi. À, mình bán cho anh em một đống là 15 cộng dây ga của cúp FI, tháo xe Honda xe băng nội địa Nhật về nha. Anh em nào chơi xe là tất cả các dòng xe FI ở Việt Nam mình như là quay rim cúp 67 này kia mà lên FI á, đưa cộng dây ga này vô là bao đỉnh luôn nha anh em. Đúng dây ga zin, tháo xe nội địa Nhật về nha. Bình thường á anh em nào cần đi kiếm mình bán cả 100.000 một cộng nha anh em. Mình bán cả lần cả 100.000 một cộng mà người ta vẫn mua. Đúng dây ga zin, tháo xe nội địa Nhật về nha anh em. Còn ok ngon lành hết. Rồi mình bán một bó 15 cộng này nha anh em. Một bó 15 cộng này mình bán chỉ 500.000 thôi nha. 500.000 nha anh em. Bánh răng cộng có 40 gì đó. Rồi 15 cộng dây ga cúp FI, lên xe thì anh em xài xe rim quay cúp 67 mà lên FI đưa cộng dây ga này vô là bao đỉnh. Dây ga Nhật thì tất nhiên là rất là nhẹ, không lo bị phản này kia hết mà xài rất là bền nha. Rồi một bó này mình 15 cộng nha anh em. 15 cộng này là hàng đẹp, biển ổn hết nha. 15 cộng này mình bán 500 nha anh em. Không bán lẻ nha anh em ơi. Bán lẻ mình không thích, mình thích bán đóng đóng vậy. Nhanh gọn lẹ cho anh em về xào chẻ kiếm cơm nha.